nha. Này là đây, cái món thịt này mình đã ướp sẵn rồi này. Giờ là mình sẽ tiến hành nấu mọi người nhá. Hôm nay là nấu thịt ba chỉ rang trái cành mọi người nhá. Mình sẽ bật bếp lên nấu. Lui ra là gì cá bắt đây, bắt làm. Dậy đi nhấp tê, con gì đó? Con gì em? Con gì đấy em? Ăn được, em không ăn được. Em lấy gì á? Đứng
chơi cái gì đó nha. Bẹ ra con bẹ đôi bẹ ba đấy. Hột mưa. Sẽ ép thêm vào một ít nước cho tan đều. Tắt bếp mọi người nha, món ăn của mình đã hoàn thành đó. Wow, trời ơi, đi lên ăn cơm đi. Biếu mềm đi nè. Lên đi con. Đây là món thịt ba chị trang chất cành của mình nha. Đã thành công rồi mọi nha. Rất là thơm ngon luôn. Mời các nhà cùng thưởng thức nha. Bây giờ thì mình xin phép kết thúc video mọi người nha. Hẹn mọi người đi. Thôi kêu rồi. Hẹn mọi người ở các video kế tiếp của mình nha. Chào tạm biệt.